Trong buổi làm việc tại Sở Y tế, ông Lều Văn Quân, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết, sau khi kiểm tra và xác minh, đoàn kiểm tra Sở Y tế tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị mức xử phạt tối thiểu là 110 triệu đồng đối với bà Hoàng Thị Hiền với 3 hành vi: cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh và hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã thống nhất Bệnh viện Da liễu Trung ương thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, Sở Y tế Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức thăm khám điều trị cho các trường hợp mắc bệnh bằng việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. Trường hợp vượt quá khả năng điều trị của địa phương cần chuyển lên Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu, đồng thời hỗ trợ tối đa đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ việc xác minh nguồn lây nhiễm cho những bệnh nhi ở Khoái Châu, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã xuống xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu để tìm hiểu và thăm khám cho một số bệnh nhi tại địa phương, đồng thời cũng đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân. Trong đợt trước chúng tôi đã hỗ trợ một phần, nhưng tuy nhiên thì bắt đầu từ ngày hôm qua, từ ngày 17 tháng 7, đặc biệt hôm nay nữa thì ban giám đốc bệnh viện, đặc biệt đồng chí giám đốc thì đã chỉ đạo là toàn bộ cái bệnh nhân mà đến từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên mà có mắc bệnh sùi mào gà thì đều điều trị miễn phí tại bệnh viện. Tất cả bệnh nhân dù bệnh nhân khám lại, đợt sau chẳng hạn sẽ điều trị miễn phí. Với cả những cái cháu bé mà hiện tại chúng ta chưa phát hiện được cái tổn thương thì tôi khuyên là thứ nhất là bố mẹ, nếu như mà cháu bé có nguy cơ, trong cái diện nguy cơ chúng tôi đã cảnh báo thì nếu có bất thường hoặc là không bất thường mà nghi ngờ thì chúng tôi cần đưa đến cơ sở y tế để khám để kiểm tra cho yên tâm cho gia đình. Về việc xác định nguyên nhân gây bệnh, Sở Y tế Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Da liễu Trung ương tiến hành điều tra nguyên nhân theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế để có giải pháp ngăn chặn các trường hợp tương tự trong cộng đồng.